Đó. Cho mời cô chú mình xù quyên đi. Quyên. Con không có này nè, con ăn chỗ này nè. À, cô chú nói sao về Việt Nam mà chưa thấy da chay da sầu riêng. Ngon quá. Quyên. Ngoài mới lau tay sạch sẽ rồi. Này kem đánh răng. Nhớ con mua mấy tiếp luôn á chứ. Ăn đây. Ăn hả? Ngon quá. Ăn đây. Mời cô chú ăn với. Con nói cô chú. Ăn đi Nhi. Ăn đi. Ăn muốn tâm mà muốn nói bóc được nha. Cái này nó bóc. Đó có ăn không? Ngon quá. Để cô ăn con, để cô ăn. Ngon không? Ngon quá đi, ngon quá. Chuyện nhỏ nhẹ dễ thương. Dạ mẹ. Ủi ăn đừng để nguyên ngón tay vô nhín thôi. Ừ, ngoại lao sạch rồi, ngoại lao sạch. Bóc nguyên muối ăn đi. Cầm nguyên cái ơi. Liếm ghê á. Liếm dữ hả? Chai. Đó. Thank you. Thank you much. Lấy hai bớt để em. Có mặt bác à. Thì bà ông thường nhiên mới diễn vậy sợ. Thì chừng nha, coi chừng cái sơ nha. Bỏ hết vô nhai luôn. Nhai luôn. Nút tài. Thôi không mày không ăn đâu. Mày đánh răng rồi, không ăn đi. Ngon không? Cô đó đi ngon búa. Nói đi chị, con ăn này. À, em thắc mắc tại sao lại là tôi búa vậy? Em biết là giống như ngon quá rồi nhưng mà nè, tại sao vậy? Em chưa bắt kịp tự tinh thần. Vậy là bữa vậy là bữa giờ chưa coi rồi. Em thấy cái gì cũng búa hết nhưng mà đúng cái tập đó thì em chưa có coi á. Ngon không con? Chúng ta ăn đi chúng ta. Là cái đó là hồi nào thì chị đọc comment thì chị thấy cái chữ búa đó, là chị không có biết là chị nghĩ là chữ quá thì ghi lộn. Nhưng mà lúc mà chú đi ra qua chơi với chị thì khi mà hai đứa đọc comment chung thì nó mới đọc cái chữ đó lên thành tiếng. Khi mà chị đọc comment thì thường thường mình đọc thành nhưng đâu đọc thành tiếng đâu. Cái đó mới chỉ nó nói, ủa chị ba sao cái này người ta ghi chữ búa mà không người ghi chữ quá. Cái tự nhiên nó nói chữ búa thấy vui vui hài. Cái là từ lúc mà phát hiện cái đó ra xong cái tới tự nhiên cái mấy cái mình sau là toàn là người ta đi chữ búa không à, là bắt đầu hai đứa mới diễn ra cái đó hài thì để nói hài cho vui. Thì bây giờ thì thường là mình đọc im lặng nhưng mà bây giờ thà mình đọc lên thành tiếng luôn thành chữ búa. Em tưởng là chị Chù đi à ghi lộn chữ W thành chữ B xong rồi thành từ đó thành cái trên luôn. Không, những bạn cơ mình á, những bạn cho mình là em thấy em biết luôn mà em kiểu như em kiếm mà thấy không mệt. Cứ theo vậy khổ. Ví dụ như tự nhiên cái mới đầu chị không biết, chị nghĩ là hai cái chữ nó gần nhau quá nên người ta bấm lộn. Đúng rồi, em cũng tưởng vậy. Chị cứ đọc thầm quá. Ví dụ như thích chị quá hay là chị dễ thương quá thì mình cũng đọc thầm. Tự nhiên cái con này nó khùng lên. Không, vậy chị búa. Nó đọc, ủa sao tự nhiên như chị búa. Vậy đó. Chắc là con ngủ mới. Đúng rồi. Tin cốt. Anh đi lấy gì vậy? Con ghê không? Ghê không? Con vui lắm đó. Đổ bộ cái mỏ kìa. Đưa mỏ con mỏ kìa. Chúng chắc mẹ lắm. Diễn quá, nó cơm cái thấy vô. Diễn. Còn cái hôm bữa ăn đó. Chị, cái máy ngố hôm bữa vô tình nhưng mà nó xinh đó chị. Nhìn ngon ngộ. Thầy cô hả, nó cũng hay biết sao mà thiếu ốc của hoài rồi. Đó, biết ốc là mình lấy. Biết sao biết ốc. Biết ha. Thì chút nói người này kia cái nó cũng ốc. Hay chứ, biết mà biết. Hồi nãy em vừa mới kêu là chay say Út ơi. Qua hôn em một cái. Vậy hả? Ủa vậy hả? Em kêu là chay tập đó Út ơi đi. Không nói qua hôn một cái xong kêu kiss cái nữa đi. Hôn một cái nữa. Nó nhớ lắm. Nhớ lắm á. Kiss ớt nữa.
giờ con kêu, bây giờ con kêu nói tới nói luôn, con kêu bố Hoàng Chính nhớ bữa live stream tự động nó tự nó kêu Út, mà cả ngày con không bao giờ nhắc tới. Đúng không, hay vậy ta. Con mà nó nhắc tới Út mà còn nhắc tới John nữa. À. Ừ, ngộ vậy hết. Mà nó gặp thằng John có đúng một lần. Lạ đúng mới chứ. Thì lao tay mà thằng Út mà lao. Nói là không ai tin đó. Đó bữa chú nghe đó. Ừ, nói là không ai tin đó, tự động đó. Tự nhiên mà sao nó vậy là dùng hôm đó là kỹ ra cho Út mà em hưởng xoái thôi. mà con thích làm bác sĩ đi. Hỏi sao? Yêu mẹ lao tay. Không, để người ta liếm. Người ta thích đó, bị ngon trên từng ngón tay đó. Liếm một cách bất chấp luôn. Thành đi cháy, thành đi. Ngủ nữa hả? Ăn nữa hả? Diễn tiếp. Ôi đất ơi. Chay say ngon búa. Con nói đi chay, à, để mày dạy nha, nói ngon búa. Nói chay, ngon búa. Biết rồi, con nói đi ngon búa. Nhớ búa. Ngon búa. Chà, con nhìn cái khúc đó là 6 phút rồi kìa. Quá nhiều rồi, tắt đi. Hết dung lượng á. Thôi như đó được rồi đó. 6 phút cho chay ăn. Trời ơi trời. Thôi diễn tiếp. Chay say ngon búa. Ngon búa. Chay. Chay nè, chay nói nè, ba bảo. Nói đi. Ba bảo. Nói ba bảo đi. Ngân. Ngân. Ừ, Vincent. Ai nữa? Ai? Con hỏi ai nữa là nó nói hết hả? Kỳ ta. Rồi. Rồi tôi bỏ bà kìa. Rồi ai nữa? Ai nữa? Ai nữa? Wally. Wally ai nữa? Ai nữa? Ngân. Ngân là ai nữa? Ai nữa? Ai nữa? Ai nữa? Út rồi ai nữa? Út rồi tới ai? Út rồi tới ai? Nói cô Nhiên được không? Nói cô Nhiên được. Còn đây là cô Nhiên. Luôn. Con nói đi Nhiên. Nhiên. Con nói đi Nhiên. Chay. Trời đất ơi, ăn sầu riêng cái clip này ngồi ăn sầu riêng không hết 10 phút luôn ta đó cô chú. Mà ăn một cách mà cô chú thèm thuồng luôn chứ đâu phải giỡn. Trời ơi. Đồ ăn chi chay. Khổ lắm chay nè. Ai nữa? Ê, bậy không à? Trời ơi. Ủa trời. Mẹ gì mẹ? Bữa nó có ấy thiệt mà nó hô con nhỏ đi nó chết cái đầu rồi cũng không có. Có. Chết. Rồi xong rồi đó. Để sương môi thôi. Sương môi cho ngoại đi con. Sương môi ngoại nè. Sương môi ngoại nè. Sương môi ngoại đi con. Sương môi ngoại đi con. Sương môi ngoại nè. Ừ, trời. Sơn môi mẹ không? À. Đưa sơn môi chay coi. Trời ơi, bà đứng cái tướng mà sơn môi rồi. Cái tướng mà đứng cái sơn môi. Thôi bậy. Lên mà ngồi gầy nè. Đây nè. Chay lại chay sơn môi cho mẹ. Ôi trời ơi. Sơn cho con đi. Sơn cho con đi. Con tự sơn môi con đi. Sơn con. Đây nè, nhìn vô đây sơn môi. Đó. Không, ngồi mấy sơn. Trời ơi, coi cái nít quần kìa. Sạch dễ sợ không? À, ngồi lên sân môi. À phải đứng trước bàn trang điểm. Trời đất ơi, coi chị chịu nổi đây không? Chịu nổi ba không? Ừ, đứng lại. Đó, phải đứng trước bàn trang điểm đó. Ừ, con sơn đi. Ừ, ăn là thiệt rồi chứ vậy. Thì đó, con chù ly à đó, nó ngồi trước bàn trang điểm, nó kêu phải lại chiến ngồi để trang điểm đó. Là tới giờ đó, nó bài hư không chứ được cái gì vô đây. Không có được cái gì. Ai bài trang điểm? Ai bài chay trang điểm? Nói mẹ nghe. Coi kìa, coi bác kìa. Ứ ngăn mà thiệt chứ phải. Rồi đó làm gì đó, cái này làm gì? À, trời ơi, đánh mắt. Trời ơi, coi chịu đời nổi không? Trời ơi, đất ơi, nó biết hết luôn. Trời ơi, 25 tháng tuổi. Chịu đời nổi không? Thật thiệt chứ con chưa biết đánh mắt đó. Con là con không chịu đời nổi thôi đó. Gì nữa? Cái gì đó làm gì? Cái đó làm gì? Cái đó không phải kem đâu. Không phải gọi làm gì đây. Không phải kem. Kem làm gì đây? Kem. Thuốc. Làm gì? Thuốc. Thuốc gì?
Rơ làm gì ạ? Rơ sức mũi. Mũi cắn. Rồi còn gì nữa không? Chịu đời xong nổi chứ bà. Chơi nói đi, chơi nói bà ngoại chính. Chơi nói đi bà ngoại chính. Dễ hả? Trộn được thì hiện đương đưa lên cái mỏ nó chui ra nó sơn được. Chịu không nổi thì chứ. Sơn môi biết rồi. Thôi, không có lấy lên sơn môi. Rồi cột tóc mà để cho dài cộng lả lơi xuống dưới kìa. Rồi, đeo lên. Đeo lên đầu. Đeo lên đầu. Liên tục không ngừng nghỉ luôn. Con nào nó đeo lớn là nó cái gì? Heo. Heo gì? Heo. Con đó là phải con heo. Con thằng lằn. Con nói đi thằng lằn. Kẹo đầu kẹo. Rớt rồi, thắng kêu ngoài. Con thắng kêu ngoài đi, đeo lên đầu. Cái đó để đeo lên đầu. Nâu gì? Bậy à. Cho bạn á. Trời ơi, Diệu Hạnh quá. Cái gì? Màu đó màu gì? Nổ. Pink. Nó tầm bậy không à? A purple. White. Đúng rồi. Chay mặc áo màu gì đây? White and purple. Baby shark. Ừ, baby shark đúng rồi. Bóng đúng rồi. Chưa chịu đời nổi đâu. Ơ trời, đừng có cắn bông bóng, cắn bóng bể.